Hãng cung cấp dịch vụ xe đi chung Uber có trụ sở tại bang California, Mỹ đã chịu nộp 148 triệu đô la Mỹ về sự cố dò dỉ dữ liệu gây ảnh hưởng tới khoảng 57 triệu lái xe và khách hàng sử dụng dịch vụ taxi công nghệ của Uber tại Mỹ vào năm 2016. Đây là khoản bồi thường lớn nhất từ trước tới nay tại Mỹ liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin. Bộ trưởng Tư pháp bang Illinois Lisa Marigan cho biết tháng 11 năm 2016, tin tặc đã xâm nhập hệ thống thông tin cá nhân của các lái xe làm việc cho Uber. Tuy đã biết về sự cố này, nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn cố tình trì hoãn báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng trong suốt một năm. Một số nguồn tin còn cho rằng Uber đã thông đồng với tin tặc, theo đó trả cho nhóm này 100.000 đô la Mỹ để chúng hủy các dữ liệu đã đánh cắp và coi như vụ việc này chưa từng xảy ra.